Bây giờ là nó cũng đang ra khá là ok rồi. Cái quan trọng là nó không bị sốc khi mà mình đưa ra mình trồng ở ngoài này. Kinzumil. Sera. Ông ấy xả ra 2 kilo. Sera. Como? Será tipo coco. Então você vai comer? Será tipo coco também? Será tipo coco. Tenta saber, né? Tá cheirado tipo da pode. Tá cheirado tipo peixe que tá na arca. Como? Será que? Será que? Tá cheirado peixe da tipo mambo que tá pode. Yeah, tipo coisa que tá pode. Tipo pobre, né? É mesmo. Tá. É, vou comer uma fruta de tentamento. Tani, come ali. Come. Pode provar. Não, come ali. Não. Abre boca. Ngon. Ngon, come ali. Ngon. Come ali. Quỳnh ơi, à, ui giời, cà ra kìa. À, cà ra kìa. Ta mua tù su già ấy. Ôi, quần tù tôi. Ok, xin chào mọi người nha. Quyết Bonito và Quỳnh Châu Phi đây. Quỳnh ơi, chào mọi người đi Quỳnh. Xin chào mọi người. Cháu tên là Quỳnh Tham An. Nào. Nào hả? Cháu là Fatty Tham An. Còn đây là Fatty. Rồi ok mọi người, chúng ta đang đứng ở chỗ khu vực bên đất Tony Phong trước đây trồng hành nha mọi người này. Hôm nay các bạn ấy đang tiến hành cuốc đất đây này mọi người nhá. Tất cả cái chỗ này hành thu hoạch xong rồi. Quỳnh ơi, đây đây. Cỏ rả cái thứ là sạch sẽ rồi, đất có nghe có vẻ cũng mềm bên này nhỉ. Máy cày của chúng ta có, thế nhưng mà đất ở đây nó gọi là chưa hoạt động tốt cho máy cày, bởi vì là ở dưới vẫn còn khá nhiều gốc cây, cho nên là chúng ta tiếp tục ở đây sử dụng để cuốc nha mọi người. Chúng ta tiếp tục cuốc. Quân quên kìa, anh quên đây. Này tôi quên. Làm thế nào buộc lại được. Rồi. Ok, được rồi đấy, đi. Được rồi, tôi mặc như này cho nó đỡ tụt đi. Ở bên này thì hôm nay xuống chúng ta thấy nhà Antonio Maria cũng đang dọn dẹp các khu vực bên này nha mọi người nhá. Khu này là trước các bạn đi trồng ngô nếp bên này. Thì bây giờ là các bạn đi tiếp tục, các bạn đi dọn dẹp đây. Ôi giời ơi, giời ơi. Ôi giời ơi. Đây toàn bộ khu này là ngô nếp các bạn đi bây giờ dọn vào cũng sẽ chuẩn bị cuốc đất đây. Để xem sang hỏi xem các bạn làm cái gì ở đây nào. Qua ta đi. Aquí vai planta que Antonio. Ok. Arroz à? Gạo, lúa. Trồng lúa. Lúa chỗ này không được, lúa phải tí tính từ chỗ kia. Arroz vai comer sala aquí tenga esa pau no da ben. Ờ, comer sala esa pala atela. Y esa también precisa limpa cuando metes arroz. Đấy, thì tình hình là trời nó vẫn chưa mưa mọi người, tình hình trời vẫn chưa mưa, thế cho nên là vẫn đang ở trong cái giai đoạn công tác dọn dẹp, vẫn đang trong giai đoạn công tác dọn dẹp ruộng đồng nhé mọi người nha, dọn cỏ nha. Quỳnh ơi, ta bông ra. Tomati contra en contra simia también tierra ra para en lino apaña de sinh. Anh đi vai cái apanha de sendena, anh đi vai cái vai pro prese. Dạ. Tipo assim. Ali também. Só precisa um pouco de simia só. Đấy, mọi người, đây là nhà Antonio Maria thì vẫn đang còn cà chua đây, cà chua của nhà các bạn thì bây giờ là cũng gọi là còn ít thôi. Để đây là bắt đầu nó cũng dính mưa, thứ là nó bị thối nha mọi người nhá. Thì mình vừa phải dặn Antonio. Phải dặn Antonio là chỉ cần ương là có thể là bẻ vào rồi chứ không phải đợi chín. Đợi chín là nó hỏng hết đấy. Úi giời ơi. Quỳnh cầm đi. Quỳnh cầm đi.
Rồi, thì chúng ta đi sang bên kia để thăm sầu riêng của chúng ta nha mọi người nhá. Đi Quyết sẽ dẫn mọi người thăm xem là sầu riêng sau một tuần, hơn tuần nhỉ? Bao nhiêu ngày mình trồng rồi nhỉ? Vâng. Phải hơn tuần đấy nhỉ? Một tuần anh ạ, cuối tuần trước. Rồi, bây giờ Quyết sẽ đưa mọi người sang thăm sầu riêng bên kia trồng được một tuần rồi, nó như thế nào nha mọi người nhá. Hiện tại là sầu riêng ở bên này trồng là Quyết đang cho các bạn tưới nước khá là tích cực đấy. Ngày tưới 2 lần mọi người, tưới tay là ngày tưới 2 lần, sáng 1 lần, chiều 1 lần đấy. Bây giờ để Quyết dẫn mọi người sang bên đấy xem tình hình như thế nào, xem sầu riêng nó ra quả chưa. Kiểu này sầu riêng chắc phải ra quả rồi đấy. Phải tầm này có mấy năm nữa chứ anh? Không, bây giờ hôm nay là có sầu riêng cho các bạn ăn đấy mọi người ạ. Hôm nay sầu riêng cho các bạn ăn. Đã có sầu riêng, sầu riêng nhà mình trồng không có quả, thế thì hay có quả vẫn phải có tí sầu riêng ăn nhỉ. Đây mọi người ạ, chúng ta đã đến chỗ khu vực trồng sầu riêng nha mọi người nhá. Đây, mọi người quan sát sầu riêng từ hôm trồng đến bây giờ chưa thấy nó thay đổi gì cả. Hôm nay nó chưa bị chết là may rồi. Quá. Chưa chết. Nói chung là chưa rụng mất mấy cái lá đúng không? Lá rất là quý hiếm ấy mọi người. Nói đùa một tí thôi mọi người. Khi mà đưa xuống dưới này thì mình cảm nhận thấy là hiện tại là ban đầu đưa xuống thì cảm giác như nó cũng thích nghi tốt với cái thời tiết ở phía dưới này đấy mọi người ạ. Cái này là đọt mới này anh Quyết này. Đấy, tại vì là các cái đọt mới này lúc đầu nó chỉ nhú nhú, bây giờ là nó cũng đang ra khá là ok rồi. Cái quan trọng là nó không bị sốc khi mà mình đưa ra mình trồng ở ngoài này. Cái lý do nó sốc thứ nhất là mà nước này mọi người, nước ở đây nó khác với nước ở trên kia rất là nhiều. Ở trên kia mình tưới bằng nước máy, dưới này tưới bằng nước sông. Đây là độ pH cái thứ của nó cũng thay đổi đấy. Nên là sợ nó sốc nhưng mà cuối cùng là nó cũng không có vấn đề gì cả. Đi xuống dưới này thì xong bắt đầu mình trồng xuống thì chất đất cái thứ nó cũng khác ấy. Đang ra đọt khá là ok mọi người ạ. Đấy. Các cái đọt đang ra khá là ok đây này. Và các bạn ấy cũng đang vẫn tiến hành tưới nước đều đều nha mọi người nhá. Chúng ta vẫn phải chờ mọi người, vẫn phải chờ xem là tình hình nó phát triển như thế nào. Thế xong rồi đợi nó phát triển ok, không bị chết nhiều thì lúc đấy chúng ta mới tính toán đến cái việc mà đưa hệ thống vào mọi người, đưa hệ thống nước các thứ vào. Cây này là cây yếu nhất trong cả đám đây này. Hôm trồng xuống là nó rất là ít lá. Nói chung là bây giờ nó đang ra đọt khá ok rồi. Cây này thì bữa sau thì phải cắt bớt đọt đi. Cắt bớt đi, tỉa bớt đi để cho nó phát triển một hai cái lên thôi. Thế như này thì nó hơi bị nhiều đọt. Nhưng mà chưa thấy cây nào ra quả đâu nhỉ? Cái đấy không cần nhìn em cũng biết chứ. Cái đấy không cần nhìn em cũng biết. Đây bên này cũng thế đây. Nhìn chung là khá ok đấy, nhìn chung là khá ok nhé. Lá rất là tươi, rất là đẹp. Cảm giác như là nó không bị bệnh mọi người ạ. Quan trọng nhất là mình có cái cảm giác mà cây nó phát triển khỏe, nó không bị bệnh. Đây là ri 6 đây. Nhìn như thế này nó mới ra được một tuần thì mình cảm giác là nó cũng tốt hơn so với việc là mình để nó ở trên kia, nó để trên bầu, ở trong bầu. Đúng rồi, nên bỏ ra tươi cảm giác hơn. Là nó vẫn ấy hơn, nó cảm giác nó vẫn khỏe hơn ở trong bầu. Đấy, sầu riêng một loạt như thế đấy mọi người. Ở đây thì sau anh Phong cũng sẽ cho các bạn đi trồng lạc ở phía dưới này luôn mọi người ạ. Khi mà có mưa thì anh Phong cũng sẽ cho cuốc lại đất, xong rồi chúng ta lại cho trồng lạc phía dưới này. Sầu riêng thì còn lâu mới được ăn mà. Bên dưới thì xung quanh trồng lạc tiết kiệm đất. Với lại đất ở bên này cũng khá là tốt, rất là tơi xốp để sử dụng để trồng lạc mọi người. Hoặc là trồng đỗ vào đây cũng được. Nói chung là sẽ xen kẽ các loại cây ăn quả với lại là cây lương thực vào đây. Cái này trụi trụi ấy nhỉ? Lúc đầu thì nó vẫn trụi rồi. Cây này lúc đầu nó vẫn trụi rồi. Nói chung là do ở phía ở trên nhà mình chăm sóc nó không được cẩn thận, đưa xuống dưới này rồi bắt đầu là mới tăng cường tích cực tưới. Thì bây giờ nó đang ra tất cả ra đọt, xong bắt đầu là dần dần nó mới có nhiều lá, xong rồi nó mới phát triển nhanh, đưa đọt nhanh. Mình sẽ đi hết một vòng luôn, anh nhìn xem cây dưới kia.
vừa là để kiểm tra xem các bạn thấy có để tưới sót cây nào không. Héo không? Không, cái này nó vậy thôi. Cái này mình phải kiểm tra xem nó có sâu, có rẹp gì không. Cái nào mà lá nó xoăn xoăn như thế này này, có khi là những cây mà nó bị dính bệnh nữa cơ. Ok nhé mọi người nhé, hiện tại thì sầu riêng chúng ta đưa xuống dưới này thì nó vẫn đang đáp ứng tốt với cái đất và cái nước ở phía dưới này. Cứ dăm bữa nửa tháng thì mình lại review cho mọi người xem là sầu riêng mang xuống dưới này trồng có ok không. Cái này thì chưa có đọt này, cái này thì chưa đọt nhé. Cái này trông không được, lá nó bé này. Cái này là Musangking ấy. Musangking. Rồi tình hình thế. Rồi bây giờ mình đi vào ăn sầu riêng nha mọi người, đi vào ăn sầu riêng. Bây giờ đi vào chắc là để gọi các bạn ấy đi vào ăn sầu riêng nha, để cho các bạn ấy thưởng thức xem là cái cây này trồng ra thì cái quả của nó như thế nào. Đấy, để cho các bạn biết được cái quả của cái cây này ra như thế nào và mùi vị nó như thế nào mọi người ạ. Mặc dù thì sầu riêng chúng ta trồng thì nó chưa được ăn luôn. Thế nhưng mà cứ gọi các bạn ấy vào để ăn sầu riêng để xem là các bạn ấy có chịu được cái mùi sầu riêng hay không. Đây ở khu vực bên này thì mọi người thấy rau rợ bên anh Phong cho các bạn ấy trồng bây giờ là cũng đang vẫn phải tưới đây này. Không có đợi được tí nào vào trời mưa cả. Ngày nào cũng phải tưới như thế này. Được cái rau dếp vào cái mùa khô. Thế nhưng mà trồng nó vẫn lên khá là ok đấy. Cảm giác như nó phát triển cũng không có chậm mấy nhỉ. Nói chung là các bạn ấy cũng tốn thời gian vào để sử dụng vào cái việc tưới bằng tay. Tưới bằng tay rất là nhiều. Đây, tất cả khu vực ngoài này cũng thế. Khu vực ngoài này cũng là xà lách, rau diếp. Trồng đang lên khá là ok. Nhanh tàn nhỉ, trông có vẻ nhanh tàn phết nhỉ. Vâng. Cứ kệ nó thôi, kệ nó. Đây thấy tỉa tỉa này, củ tỉa tỉa trong này này. Ai tỉa không? Hôm trước tỉa mang ra chỗ ngoài kia đấy. Này cũng lâu rồi, cái này cũng phải 3-4 tuần rồi. 3-4 tuần rồi. Mọi người thấy tầm này xà lách mới bắt đầu lớn nhanh đấy nhỉ. Nó có bị sao ngoài. Thông thường là cái tầm tuổi này nó hay bị rẹp lắm này, kiểm tra nó hay bị rẹp. Hiện tại thì chưa thấy gì đâu, chưa thấy bị gì đâu cả. Nhìn luống rau cũng rất là xinh. Mướt mắt nhỉ, trông mướt mắt phết đấy. Hy vọng là có rau để mà bán. Chỗ tương lên đẹp phết. Nhưng mà thỉnh thoảng có những cái chỗ thưa mà các bạn ấy không bỏ hạt nhỉ. Chỗ thì dày quá, chỗ thì thưa quá. Chỗ tương khá ok đấy. Đây này. Một khu vực này cũng nhiều đậu tương này. Này mà không có mưa nó vẫn phải tưới đây này. Cà phải khá nhiều quả đây. Cà này chắc phải bẻ tiếp một đợt đi này. Mời mọi người xem này. Nhiều quả lắm rồi, cà nhiều quả lắm. Nhìn ở dưới nhiều quả. Đi bẻ. Nhiều quả. Cà nhiều quả cực. Đây. Đấy, nhiều quả. Đây mọi người, đây là ngô nếp đầu mùa mưa ở bên Tony Phong đây. Tranh thủ đi review một tí trước khi vào ăn sầu riêng mọi người ạ. Để cho mọi người xem tình hình vườn tược bên Tony Phong trồng cái như thế nào. Chứ mình xem đọc bình luận thì thấy mọi người cũng đưa ra ý kiến rất là nhiều. Không biết là Tony Phong trồng cái gì mà không thấy có review hay là không có nói năng gì đến. Nên là nay mình tranh thủ đi xuống dưới này review luôn cho mọi người xem là vườn tược bên Tony Phong là có những cái gì. Qua thôi, không phải review nhiều. Đấy, thì tất cả ở đây là ngô đấy nha mọi người nha. Ngô, khu vực này là ngô nếp. Thì đi ra phía bên ngoài kia cũng là ngô nếp. Nói chung thì nó cũng chỉ được vừa vừa thôi. Bởi vì là mấy anh em tính là chỉ trồng một ít một để làm sao chúng ta có thể tiêu thụ đủ cái lượng từng đợt một thôi. Chứ trồng nhiều quá xong rồi bán không hết thì nó già đấy. Cũng giống như mà lần trước mà trồng su hào thì nhiều quá không hết thì nó già. Cho nên là
ngô nếp thì trồng từng đợt từng đợt. Đây phía bên ngoài kia nữa cũng là ngô nếp kìa. Đây mọi người. Đấy, nói chung là ở bên vườn bên này thì anh Phong anh vẫn cứ làm đều đều cho các bạn, làm đều đều. Thế nhưng mà cái việc mà anh Phong anh quay lên cho mọi người xem thì nó không được nổi bật cái video của anh lên, cho nên là mọi người cảm giác như bên Tony Phong làm không có được nhiều ấy. Ra ngoài này xem thì đỗ xanh đây, mọi người quan sát phía ngoài này là Tony Phong cũng cho gieo đỗ xanh cái thứ rồi đây này, đỗ xanh cũng lên khá là đẹp rồi đây này. Đấy, tất cả cái khu vực này, phía dưới này, ngoài này là đỗ xanh. Đấy, đỗ xanh đây, tất cả đỗ xanh đây. Nó bắt đầu nó nảy mầm á, có hai lá mầm đấy mọi người ạ. Đấy, đậu xanh. Khu vực ngoài này là ngô nếp đây, ngô nếp. Và phía trên kia là chỗ khu vực trồng cà chua. Bữa trước bây giờ anh Phong cũng đang cho các bạn dọn bắt đầu để trồng cái những cái khu cái thứ khác vào đây mọi người ạ. Bây giờ là xung quanh đất là cũng đang tiếp tục để cuốc sới. Quỳnh với Phát Ti sang bên này giúp San ra. Hả? Ôi ôi. Phát Ti ơi, nè nè ta kìa pi ta pê ca kìa. Bó ta đi. Ta mẹ tê mai mi li wali. On đi phát ta. San ra đang chêm lại ngô hả? Akitu đu nam sai? Ô, vô xe nó mẹ tê. Vô xe nó mẹ tê. Ở dưới kia bỏ hạt giống lên đều mà sao ở dưới này, ở đây này bảo lại không lên. Đây này, ôi giời Quỳnh. Đây lên rồi nhỉ? Khả năng hạt này, hạt san ra để ấy rồi. Để ủ xong để ngoài nó chết, nó chết mầm rồi. Dưới này lên... Ở dưới này thì lên đều mà, dưới này lên đều, mà. Này dưới này lên đều mà sao lại ở trên đấy nó lại không lên đều là sao? Mà ở trên đấy là chết hẳn cả dãy đấy. Ừ. Là do bạn ấy khả năng cao là Sandra ở trên kia để qua đêm xong rồi đến hôm sau, tức là bạn ấy gieo, bạn ngâm xong bạn ấy gieo xong bạn ấy không gieo hết, bạn lại để đến ngày hôm sau. Để xem nào. Thì cái hạt giống nó có vấn đề. Essa cimenti você tá mete água? Nào mẹ tè quả nhá. Dạ. Ừ, đừng cho nước. Chắc là lần trước là chỗ này là san ra chắc là có để nước lại không. Xong bắt đầu là chắc chỗ này không biết là lần trước là có ủ xong bắt đầu trồng chỗ này xong bắt đầu là dư xong để mấy ngày sau trồng chỗ này nó mới bị thế này chứ nhỉ. Chứ hạt thì hạt ngon, hạt gieo ở phía dưới kia ok hết mà. Hầu như mất luôn cả một mất đoạn hết cả luôn. Cái khu vực này, cái khu vực này mất hết. Đấy thì bên này Sandra vẫn đang nhúc nhác làm nha mọi người nhé, vừa làm vừa chờ mưa thôi. Quỳnh còn bác sĩ đi đâu theo đeo đẽo đấy. Ê, cây mang gà, cây mang gà, thôi đi nào, đi, ok nha mọi người nhé, đi. Ông mũi ra. Ôi giời, các vị khen thơm rồi. Senta kìa, bố đi senta kìa. Ta sẽ ra gô mù. Ta sẽ ra bên. Ôi giời, mấy ông này bảo ngửi mùi thơm. Mọi người ơi, mình mang xuống dưới này là một hộp. Thế nhưng mà ở trong chỉ có 3 quả thôi mọi người. Một hộp này nhưng mà ở trong chỉ có 3 quả sầu riêng thôi. Các vị vẫn chưa biết cái gì. Đây là các vị đang bảo là mùi thơm. Mùi thơm thế này thì thôi. Seru gô mù sa, seru bô à. Mùi thơm thế này thì quyết lỗ vốn rồi. Các vị ngửi mùi thơm, Quỳnh biết vì sao mà các bạn mà khen mùi thơm không? Cái mùi sắn ấy, sắn mà các bạn ngâm là một phun ấy, là cái mùi đấy nó nặng mùi hơn cả là cái mùi sầu riêng này này. Đấy. Đúng rồi. Mà các bạn ấy ngửi nó rất là bình thường. Thế cho nên là các bạn ấy ngửi cái mùi sầu riêng này thì các bạn ấy bảo là thơm. Nhưng mà cái ngửi cái mùi mà sắn các bạn ngâm ấy thì nó nặng mùi lắm mọi người, nó tung thủng nặng mùi lắm. Thì bây giờ các bạn ấy bảo là mùi này thơm thì mà bây giờ có 3 quả thì sao mà ăn hết được nhỉ? 3 quả sầu riêng mua bên này đắt lắm mọi người. 3 quả sầu riêng mà mua bên này là tính vào là khoảng trong khoảng từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi.
Tức là mua sầu riêng cả quả này là tính là 15.000 một cân. 15.000 quan sát một cân quả đấy mọi người ạ, cân quả này. Còn nếu như mà bóc vỏ rồi chỉ sầu riêng ruột thôi là 30.000 quan sát một cân. Thì ở đây là có 3 quả, mỗi quả trung bình khoảng 2 cân mọi người ạ. Đấy, thì bây giờ là tập trung các bạn lên đây để cho các bạn đi ăn thưởng thức thôi, chứ còn mà mua để cho các bạn ở đây ăn no đấy thì hơi bị khó đấy, hơi bị khó để mua cho các bạn ăn no ăn nhiều ấy, tốn tiền lắm, nhiều tiền lắm. Ở Việt Nam ăn thì còn rẻ được, khi bên này này một quả sầu riêng sang bên này phải gấp đôi gấp ba, phải gấp ba đấy nhỉ. Không biết là ở Việt Nam bây giờ giá bao nhiêu, nhưng bây giờ là tình hình giá bên này như vậy đấy, tính vào khoảng tầm 600-700.000 Việt Nam đồng một quả sầu riêng tầm khoảng 2 cân, hơn 2 cân ở bên này mọi người. Ra ta tu đua ki. Ra xem ta đây, xem ta nào. Nào na phi cao không nè. À ta bảo có đang đài ra. Rồi Leo sẽ đi lên phố, Leo sẽ có việc bận lên phố. Là Antonio Mavia senta ki. Otro podi venha ki senta, podi senta đi. Esa hoy to tres aquí una cosa muy extraña. Senta đi, podi venha ki, otro podi venha ki. Por vir aqui ficar aqui atrás. Parabéns. Tá será bem? Tá será bem? Será bem mesmo? Como é? Maria đang bảo là mít. Dạ, đấy, ba quả. Rồi, mang hộp rất là to, nhưng mang xuống ba quả. Ấy xời. Será como? Bem. Será bem, ah? Será como? Bem. Bem, eh? Então não será como? Jaca. Tipo jaca, mas não. Jaca. Maria, será como? Bem. Mas não é cheiro de jaca. Não, será bem, né? Tá cheira perfume. Será perfume? Hoje em dia, các vị khen thơm hết thì thế nào? Thơm nước hoa luôn. Será como? Não, tá cheira bem, ah? Tá cheira bem. Tá cheira como? Tá será mal, né? Será como? Parabéns. Deu uma história, um cheiro estranho. Estranha, né? Tramo fruta. Tá será bem. Tá será bem? Sim. Que ông nào khen thơm này thì tôi nộp vốn à? Será como? Pode falar. Será como? Tá bom. Fundafu, que será? Que será? Sim. Não. Tá será bem, doutor? Tá será bem. Então agora comer como? Comer também bem. Ông nào khen thơm mọi người? Ông nào khen thơm, biết nè. Já, vamos comer já. Essa é tipo plantação de 30 mil do Antônio. Oh, afinal é essa aqui? Bánh đô xì casca. Rồi mọi người nha, bây giờ chúng ta sẽ bổ ra cho các bạn ăn. Una fruta 40 mil. Uma fruta. Oi, oi. 30 mil. 30 mil. 1 kilo. 1 kilo. 15 mil. Será? Um essa já 2 quilos. Esse é 1 quilo, hein? Será? Já é 2, né? Não, como? Será tipo cocô? Então você vai comer? Será tipo cocô também? Será tipo cocô? Tenta saber, né? Será tipo da pode. Tá será tipo peixe que tá na arca. Como? Será que? Será que? Cachorra peixe, dá tipo mambo que tá pobre. Yeah, tipo coisa que tá pobre. Tipo pobre, né? É mesmo que tá pobre. Doutora, só já vou comer, não quero mais. Não vai comer? Vou comer. Là Maria sẽ ăn à? Thế là các bạn em mấy bạn bảo là giống mùi phân. Tá doce. A casca. Đây là sầu riêng chuyển là đông lạnh mọi người, chuyển đông lạnh. Vou comer uma fruta de 30 mil. Sabe como? Não. Essa, tipo, nós plantamos aqui. Essa, de fruta, nós plantamos aqui. Quantos anos faz para começar? É bruxa já de mim, depende, você cuida ele como? Também, porque está soldado, não vai demorar mais.
Você quer cuidar bem perder 4 anos? Também assim que é sordo? Sim, também que é assim sordo. Então tem sordo 7 anos por aí? 10 anos ou mais. Tipo já que era. Não quero mais. Não quero mais sentir o cheiro. Tá bom, Tony. Não tem assim. Thế vậy là ở đây nghe có vẻ là đội này chắc là sẽ ăn không sót tí nào đâu mọi người ạ. Đội này sẽ ăn không sót tí nào đâu. Này, đi xù nha. Ta sẽ bỏ ra để xem là các bạn ấy có hào hứng với sầu riêng này không. Ôi xa. Cô đang đùa cô mẹ xài. Được nhiều phết đấy nhỉ, để đây đã. Này, để sang là. Trời ơi, cái sầu riêng này mình thích ăn lắm mọi người, mình thích ăn sầu riêng lắm. Mấy đứa này ngồi chặt thế. Để mà quyết ăn sầu riêng mà để ăn thoải mái à, chắc là đi làm không biết có đủ tiền để ăn sầu riêng không ấy. Một mình quyết ăn là một quả sầu riêng to như này là một mình quyết ăn hết luôn mọi người nhá, ăn một phát hết luôn. Em không nghe mùi da pop ở đây. Khi mà mình ăn sầu riêng này quen rồi ha, mình thấy chỉ có mùi thơm thôi mọi người ạ. Chỉ thấy mùi thơm mà không có thấy như mọi người bảo là nó có mùi mùi không thơm đâu. Mùi thối. Mùi thối á. Các bạn bảo mùi thối lắm. Cá cầu. Này. Nói chung là sầu riêng chín đây này, chín vàng ngon này. Quỳnh đếm xem bao nhiêu người, xem để có đủ múi không em ơi. Để chia cho mỗi người một múi. Rồi, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 người mà Nelson Navin ấy. Mà không thấy ông nào nôn mẹ đâu người. Nhỉ? Không thấy ông nào nôn mẹ đâu nhỉ? Vai muito. Ela veio da primeira comida. É mesmo, essa tá será cocô, né, Cui? Será cocô, né, Cui? Tá será cocô, né? Não vais comer? Ah, é tá comer. Cui? Como não tá será nada cocô? Doce, né, Cui? Lắc đầu à? Ôi, giời, Cui lắc đầu đi. Maria, để sang anh vai xuống. Mẹ tèo ngon ba nhê đây á. Rồi ok nha. Có đủ mỗi người một múi không? Có. Đủ đúng không? Có 17 người. 17 người à? Ừ, 17 người thì mỗi người một miếng được rồi, thoải mái rồi nhỉ. Đấy, úi xa. Để cho Antonio bổ quả này đi anh. Này, Antonio này. Có ta nhé. Để ra đi. Sunny. Sunny, cô mẹ đi. Cô mẹ. Puedo probar. Nào, cô mẹ đi. Abre boca. Oh, Sunny. Né, Sunny. Sunny, não, cô mẹ. Você. Ngã à? Patina, Patina, Patina. Kì hết đấy. Sam, đây Tony này. Tony có mẹ đi. Ngon không? Ngon vậy nè. Nó xem nào. Nào, Phát Nam Maria nào, Maria với các bạn nào Quỳnh. Quỳnh ơi, à, tôi đâu biết bổ, tôi đâu bổ ngon đấy nhỉ? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Này, você. Pega tudo, tudo, tudo. Ua, que papa. Ngon không? Ngon à? Ôi giời, ngon đấy. Nghiện rồi. Dá prova. Não comer.
espera ainda. Espera, Maria. Eu quero provar ainda. Quero provar. Não, a Fatina prova mais. Tá bem. Só provar uma. Vem, pega aí, né? Maria, não quero. Não quero. Abre, tá? Tudo, tá? Já. Agora dividi cada pessoa uma área. Vai tirar cada uma, já? Vem tirar. Vem tirar. Nghe các bạn là các bạn đi là bạn nào nghe bạn thích ăn tô nô của mẹ đi. Phao ta đi phao ta ok. Tony. Đấy. Tên là các bạn đi đây là phần thích Maria nào cô ta. Anh ta Maria không ăn nha, Maria không thích cái mùi này. Fati nào? Này Fati đây. Maria nào cô ta. Thank you cô mẹ nha, nào đây xa nha. Nào đây xa. Ôi giời, tá como? Tá dessa? Tá bem. Então dá outro. Dá outra. Dá outra, dá outro. Essa bem. Essa é bem carro, bem carro. Já? Não quer, dá outra. Dá outra, não dessa, já? Này, này, không ăn được này, không ăn được. Nhưng mà mấy ông này ăn này. Não tá bom? Dá outra, dá outro đi. Você dá outro. Não, tá bom. Isso aqui é pão. Chico, não come mais. Agora eu vou provar. Chico, không thích nè. Mas na cancha. Cadê o foi leite? Cadê o foi leite? Các bạn bảo ngon như kiểu là uống sữa vậy, ăn sữa vậy. Mà nhiều người là nhiều mệt bột vài vị là không có thích đâu đấy. Tôi nấu xem thì có mù. Sol, sabores. Sabores. Sabores só que não está assim. O sabor e o cheiro. Mas quando comer, vai gostar muito, né? Maria. Então é que nem. Então é que nem vamos arrancar, né? Não, arrancar não. Não. Isso só eu que não gostei, doutor. Depois a leitura. Mete aqui, mete aqui. Chico, não come? Ele não gostava. Já. Ainda tem mais, né? Tira aí. Tira aí. Tá muito fresco. Maxi, né? Maxi, né? Maxi. Já. Queen, não come? Queen. Queen. Sandra, Sandra, vem comer. Sandra, não come? Sandra, không. Sandra, người. Đứng xa, người mùi, không ấy. Nelson, ở đây, cho Nelson này. Come, Quỳnh, come. Nelson đây nha. Come. Đây mọi người ạ. Sầu riêng khá là ngon nha mọi người nha. Nó sao? Nó ăn. Nó có mẹ. Ừ, mẹ tê kì. Em tao đà, Tony đà, mắc đà phát tì đi. Mẹ tê kì. Nó có mẹ. Đà ô trù. À, đà ô trù. Này. Canh có mẹ, vai có mẹ xa. Dạ. Tính ra khoảng tầm... Come, Quỳnh. Tính khoảng tầm một nửa số người là không thích ăn, mọi người. Nửa số người không thích ăn. Ngửi mùi nhưng mà mấy ông này thì ăn khỏe, ông này chả chê cái gì cả rồi. Ngon nha mọi người nha, sầu riêng ngon lắm. Sầu riêng ngon. Tôi nói nó có mẹ mày. Đồ tôi đã có mẹ bà Quỳnh về. Quỳnh ơi. Về đồ tôi đã về. Này, có mẹ à? Có mẹ chả, có mẹ. Quỳnh có mẹ đi. Ui, bánh gô tô dù. Có mẹ. Có mẹ, dân ta về bà bà chá cà bông. Có mẹ đi. Em sẽ bảo bà bè nô. Có mẹ, có mẹ, có mẹ, có mẹ. Ngon. Ngon, có mẹ đi. Ngon. Có mẹ đi. Queen, nha. Tá bom. Tá bem essa mesmo. Tá bom. 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 Tá Tá. Ô nào gosta? Tá. Comeu um. Comeu aí. Doutor, essa aqui tá estranha. Sim, muito estranha. Não, não é estranha. Será bem mal. Essa aqui tá estranha, essa aqui com chupé mais bom. Đây là các vị kiểu ăn nữa rồi. Ok nha mọi người nha. Thế là sầu riêng thì các bạn ăn là đến 50%, hơn 50% các bạn nên là thích. Đây, aquí này. Come acabatudo na sobra, ya. Essa muito boa. Muito boa. Se fala. Senti como essa, tipo?
Bom, muito bom. Tá bom, bom. Tá bom, né? Gosto leite. Gosto leite. Doutor, aqui só tem uma pessoa que gostou. Thế là tính vào khoảng tầm 50% các bạn ấy là thích ăn sầu riêng. Bởi vì là cái mùi này nó không nặng mùi bằng cái mùi bột sắn các bạn ấy ngâm được. Nên là các bạn ấy ăn như thế này, các bạn ngửi mùi mà các bạn ăn như thế này là quá là xuất sắc. Để mình tưởng là các bạn ấy không ăn nữa cơ. Sợ là các bạn ấy không dám ăn cơ, cho nên là mình cũng không dám ăn cũng nhiều nữa cơ. Đấy. Quỳnh ấy, Quỳnh ấy rồi. Nào. Nào, mũi đây. Nào, quẹt mũi cái. Ui, bé con này nó cũng không ăn này. Nó không ăn này. Mấy đứa ngửi mùi không ăn này. Nó có mè. Ngửi mùi. Mấy hôm nay ăn thích ăn thì vẫn còn ngửi mùi nữa rồi này. Esa ya. Essa que você gosta então mete lá do cama para encerrar sempre. Não me chegou. Tá que mais? Porque agora essa já não tem mais. Essa é muito difícil para vir aí Vietnam para até aqui. Essa que vamos fazer muito. Muito, muito difícil porque aqui ainda não tem. E essa é muito caro. Bem caro. Essa que dá para fazer com o molho, doutor? Uma essa já passa 30 mil, um frusta essa. Já? Então hoje você cada assim que já que para 5 mil. Não come lá em Vietnam, não comem só assim. Não, em Vietnam come assim. Só assim mesmo. Sim, todo mundo come assim. Chinês gosta muito. Não faz mais assim em outro tipo de coisa. Não. Ah, fazer tipo que fazer tipo pastel também dá. Já. Pode ser, mas normalmente come assim. Fazer pastel não vai conseguir. Essa tipo significa só que é pessoa rico. Só tipo rico vai comprar para comer. Também lá em Vietnam é Cairo. A Cairo. Muito caro. Daí, a fruta é boa, mas que é só o cheiro. Mas cheiro, essa, muito pessoal não gosta dessa serra. Por isso ele não come. Mas quando ele já come, ele vai gostar muito. Yeah. Viu như là Maria là không ăn bây giờ. Có nhiều người gửi mùi là không ăn, nhưng mà bây giờ là có những người mà ăn vào rồi là thích. Nhưng mấy thanh niên này. Em tao nghe tên ta kể. Cuya esa mai boa boa para ele crescer, ya? Sim. Entendeu, né? Rega sempre, então não regala, ya? Podem dar os bagos também no fundafo, ya? Já, essa bago. Oi, o fundafo ainda tá comendo? Sim, sim, tá bem gostoso. Não, esse jeito não. Tá bem gostoso, doutor. Vamos começar a regar para dar rápido. Sim, sim. É mesmo, tem que regar para ele dar rápido. Sim, sim. É bem lindo, então. Já, essa dessa liso, liso ali, ya? Sim. Já meter lá. Essa grau pode meter aqui para Tony Fong amanhã ele experimentar, ele fazer, ele crescer ou não crescer. Ok, nhưng mọi người nha, cho nên hôm nay là sầu riêng này đã phần là các bạn thích đấy. Nước túi à? Mang về hư hầm đấy. Rồi ok, video này kết thúc đây nha, bye bye mọi người nha. Ok nha, tạm biệt mọi người.